Thánh Andrê Tông Đồ. Andrê, tiếng Hy Lạp có nghĩa là mạnh mẽ, can đảm. Thánh Andrê được vinh dự là một trong số 12 tông đồ của Chúa Giêsu, con của Gioanna. Như em mình là Phêrô, ngài làm thuyền đánh cá và không có gì khác ngoài chiếc thuyền. Như thế, ngài thuộc lớp người khiêm tốn được Chúa Giêsu yêu thương đặc biệt. Ngài vẫn sống tại làng Bethsaida nhỏ bé bên bờ biển Galilea, cũng gọi là hồ Genezaret. Ngày ấy, đang khi cùng với Phêrô đi thả lưới, Chúa Giêsu đã đi ngang qua và đưa lời gọi sẽ quyết định cuộc đời các ngài: hãy theo tôi sẽ làm các anh thành các ngư phủ lưới người ta. Đây không phải lần đầu tiên Andrê đã gặp Đấng Cứu Thế. Thỉnh thoảng, ngài có tới nghe Gioan Tẩy Giả rao giảng trong sa mạc. Khi ấy, Chúa Giêsu xuống Galilea và Gioan Tẩy Giả đã nói: đây là chiên Thiên Chúa. Và Andrê có mặt ở đó với Gioan, đã biết được người là Đấng Thiên Sai mong chờ. Gioan và Andrê lên đường theo người xa xa, vì họ cảm động và không dám tới gần. Nhưng Chúa Giêsu quay lại và nói với họ: các anh tìm chi vậy? Họ, những người chỉ muốn Chúa thôi, đã thưa lại: thưa Thầy, Thầy ở đâu? Chúa Giêsu nói: hãy đến mà xem. Và cả hai đã ở với Chúa hôm ấy. Khi trở về nhà, Andrê đã nói với em mình: chúng tôi đã gặp được Đấng Thiên Sai. Từ đó, hai anh em đã bỏ trải lưới để tới gần Chúa Giêsu. Họ nghe người và thần tính của người dần dần rọi sáng tâm hồn họ. Họ đã tông thờ Đấng Cứu Thế ở trong lòng rồi. Ở tiệc cưới Cana, Andrê đã thấy Chúa Giêsu biến nước thành rượu và lần đầu tiên thấy tỏ lộ vinh quang thần linh của Ngài. Thế là sau biến cố ấy, Chúa Giêsu đã gọi hai anh em bên bờ biển Galilea và họ đã bỏ mọi sự mà theo Chúa. Andrê đã rạng rỡ trong lòng mà tham dự vào cuộc chữa lành các bệnh nhân gặp thấy trên đường đi, việc phúc âm những kẻ chết, việc Chúa hóa bánh ra nhiều để nuôi đoàn người đói lạ vây quanh Chúa Giêsu. Chính Andrê đã nói: có một bé trai có 5 chiếc bánh và 2 con cá, nhưng bằng ấy thì thấm vào đâu đối với ngần ấy người. Và ngài được thấy Chúa Giêsu tăng gấp số thực phẩm. Ở Jerusalem, ngài còn cho Chúa Giêsu biết rằng lương dân đã xin với Philippe cho được gặp người. Ngài đã nghe loan báo các chân phúc, các dụ ngôn. Ngài đã có mặt trong bữa tiệc ly. Sau phục sinh, ngài đã sung sướng gặp lại Thầy Chí Thánh. Ngài lên trời, ngài thấy người tiến lên mây trời. Ngài hiện xuống, ngài đón nhận Chúa Thánh Thần. Sau những tường thuật trên của phúc âm, người ta không biết gì chắc chắn nữa về Andrê. Các bản văn không có thẩm quyền nói rằng ngài đã góp phần phúc âm hóa dân chúng miền Bithynia, Bonte và Galatia. Ngài bị bắt bên bờ Bắc Hải và kết thúc cuộc đời tại Achaia. Lửa đức ái rực cháy trong lòng vị tông đồ. Người ta nói rằng, để cải hóa một tâm hồn, ngài ăn chay 5 ngày. Đây là tục truyền kể lại cuộc tử đạo của Thánh Andrê ở Taurida. Egea, tổng trấn tỉnh đó, cho biết vị tông đồ có mặt ở Patras, thủ phủ của ông. Ông liền vội vã tới nơi. Kẻ ngoại lai này muốn phá hủy đền thờ các thần minh ư? Nhưng Andrê không sợ gì Egea. Ngài đã nắm vững được chân lý. Ngài nói: tôn thờ loài người chỉ là dị đoan điên khùng. Ông đã lãnh quyền xét xử người ta. Trước hết ông phải biết đến vị thẩm phán xét xử mọi người chúng ta ở trên trời, và ông phải tôn kính ca ngợi người. Egea vặn lại: vị thẩm phán anh nói là Chúa Giêsu, mà lời ông ta thường giảng dạy đã làm cho ông ta phải chết trên thập giá chứ gì. Vậy nếu anh không dâng hương tế thần, anh cũng sẽ phải chết trên thập giá như vậy.
không hề sợ sệt. Andre như rạng rỡ vì hạnh phúc. Làm sao ngài để mất danh dự được đóng đinh vào cùng một đau khổ giá như thầy mình được? Khi bắt đầu những tra tấn đầu tiên, lòng dũng cảm còn tăng thêm. Ngài nói với Egea, cực hình cuối cùng ông đe dọa sẽ được tiếp liền bằng vinh quang bất diệt. Khi thấy thập giá mình sẽ phải chết trên đó, thánh nhân hớn hở chào kính, mà người ta thích lập lại lời chào ấy. Ôi thánh giá tốt lành, thánh giá bấy lâu mong chờ, thánh giá nhiệt tình yêu mến, hãy đưa ta tới thầy Chí Thánh, là đấng đã nhờ người mà cứu chuộc ta. Dịu dàng Andre giang tay ra, ngài bị cột bằng dây để cái chết tới chậm hơn. Hình phạt sẽ kéo dài 2 ngày, và người ta còn nghe ngài tiếp tục rao truyền đức tin vào Chúa Giêsu Kitô. Dân chúng vây quanh ngài với niềm thán phục đã xin quan tổng trấn tháo dây cho ngài. Họ nói, hãy trả con người thánh thiện cho chúng tôi. Đã 2 ngày bị treo, ngài không ngừng nói những lời tốt lành. Đừng giết con người yêu quý của Thiên Chúa. Nhưng Andre không muốn được trả về cuộc sống khốn cực trần gian này. Ngài cầu nguyện, lạy Chúa Kitô, hãy đón nhận con. Ôi thầy con yêu, con biết con ước ao được gặp thầy, trong thầy mà con được thế này. Hãy nhận lấy hồn con, lạy Chúa Giêsu Kitô. Và những người tham dự thấy linh hồn vị tông đồ trong hào quang đã bay về với Chúa tạo thành và cứu chuộc của mình. Tương truyền, thánh Andre đã bị cột vào thánh giá đã có từ thế kỷ thứ 12, và chỉ vào thế kỷ thứ 14, người ta mới tưởng tượng thánh giá đó hình chữ X. Dụng cụ cực hình ấy được mệnh danh là thánh giá thánh Andre. Trích theo vết chân người, của linh mục Phaolô Phạm Quốc Túy.